Bây giờ ví dụ ông Thái ông bảo là thầy em đang phụ trách mỹ phẩm, bên em có thể dự kiến là một năm chi ngân sách khoảng độ 2 tỷ tiền truyền thông quảng cáo thầy ơi. Đấy. Vậy thì thầy hãy lập cho em kế hoạch khoảng 150 đến 200 một tháng. Em muốn làm những kênh này, kênh này, kênh này. Thì lúc đấy thầy mới làm. Chứ còn thầy cứ lập đi rồi Facebook thầy cũng chạy, Google cũng chạy, Zalo cũng chạy, TikTok cũng chạy, SEO web cũng chạy, email cũng chạy, truyền hình cũng lên, báo chí cũng viết. Cộng cộng vào thấy khoảng độ 1 tỷ một tháng. Thôi thầy ơi, liệu thầy có thể viết về 30 một tháng không? Rồi, thế là thầy rất là đơn giản, xóa đi 90% số vừa đã viết, để lại 10%. Thế là ta sẽ có một bản kế hoạch phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. À, nói vui như thế, tức là chúng ta không bao giờ làm ngược như thế cả, mà chúng ta phải làm xuôi theo cách nào có bao tiền, có bao tiền nhé. Đấy. Kênh nhiều làm nhiều thì bao giờ nó cũng phải đi kèm với ngân sách lớn, chuyện đấy là đương nhiên. Kể cả không chạy quảng cáo thì thuê người về làm cũng phải trả lương, nên là phải bốc thuốc nó phải chuẩn nhé, chứ không người đến bắt mạch cái bây giờ bác sĩ mà cứ bắt mạch cái xong rồi cho một đống thuốc ba lăng nhăng về đun, nó loại đấy là chỉ có chết này. Bác sĩ hiện đại bây giờ là gì, vào hỏi mấy câu, đi khám xét nghiệm, doanh nghiệp cũng thế, nào thì xét nghiệm máu, chụp CT cắt lớp, X quang, rồi thì siêu âm nội ngoại các kiểu quan đà điểu, xong bác sĩ mới nhìn mới bảo là ở đấy bệnh này, bắt đầu mở sách ra bệnh này thì uống toa này hết. Thì ông thầy marketing cũng thế, cũng phải siêu âm, cũng phải chụp chiếu, cũng phải xét nghiệm thì ông thầy mới biết được. Chứ còn như các anh chị bây giờ mà chưa cung cấp cái thông tin gì, cứ tin tan định bán cho công nhân, thầy ý thầy thế nào chịu chịu, thầy bó tay không dám nói gì luôn. Nhưng mà bây giờ bảo là gì, một tháng chị có 1 tỷ truyền thông cho Kim Tan, đối tượng của chị là công nhân, chị muốn đánh ở khu vực trong miền Nam này trước, rồi xong thầy sẽ vẽ từng buổi luôn, 8 giờ sáng làm gì, 10 giờ sáng làm gì, 12 giờ trưa làm gì, vẽ được luôn. Thái hiểu ý không? Đấy, đấy là cái phần chúng ta cần phải phân tích, cái phần đầu tiên nhá. Chúng ta cần phải phân tích cái phần đầu tiên. Đấy. Phần tiếp theo phần tiếp theo đấy là phần mục tiêu. Phần này rất quan trọng nhá. Phần này rất quan trọng. Bởi vì khi lập kế hoạch là bao giờ cũng phải có mục tiêu. Không có mục tiêu là chịu chết. Rồi, mục tiêu thì mình làm như thế này. Mục tiêu mình cứ đi từ to đến nhỏ. Đi từ to đến nhỏ. Đầu tiên đơn giản nhất, hãy hỏi các sếp là gì? Sếp muốn doanh số bao nhiêu? Và cái người làm kế hoạch ấy, các bạn làm quản quản lý marketing hay quản lý kinh doanh hay làm kế hoạch bất kỳ, thì các bạn phải hiểu được những chỉ số kế toán tài chính cơ bản nhá. Tôi không biết ở đây ai là sếp ngoài anh Tân với chị Hậu, thấy các em nó gọi sếp Thái thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ có một recommend rằng là các bạn phải có hiểu biết tối thiểu về kế toán và tài chính. Vì sao? Sếp bảo bây giờ sếp muốn chạy doanh số 10 tỷ. Dễ hay khó? Thì mình phải biết được doanh thu 10 tỷ, lợi nhuận gộp bao nhiêu, lợi nhuận ròng bao nhiêu, các khoản chi phí bán hàng gồm những cái khoản gì, giá vốn hàng bán bao nhiêu, phí giao giao hàng bao nhiêu, phí hàng tồn bao nhiêu, chi phí cho lương, lương thưởng bao nhiêu, chi phí truyền thông giảm giá bao nhiêu. Đấy là những cái cơ bản nhất. Phải gạch được đầu dòng ra, và có hai cột. Một cột là số tuyệt đối và một cột là số phần trăm, gọi là số tương đối. Có hiểu ý tôi không? Để làm gì? Thì mới biết được là mình có bao nhiêu tiền để bán hàng. Cứ bảo là 10 tỷ. Chịu chết. Không làm được, chịu chết.
Thế nhưng mà ví dụ lợi nhuận dòng của sản phẩm lớn, đúng không ạ? Chi phí bán hàng thấp. Ôi dồi ôi, hôm qua tôi dạy cái lớp Facebook của tôi ấy. Lớp Facebook của tôi là lớp học phí, học online trả phí. Có một chị bán đông y, chị tiết lộ một cái bí mật động trời. Mọi người có tin được không? Doanh số bán đông y của chị là 4 tỷ một tháng. 4 tỷ. Không chạy quảng cáo một xu. Chi phí bán hàng là 0 đồng. Chỉ duy nhất có hai khoản phí. Đấy là giá vốn hàng bán và lương nhân sự. Bán sướng không? Mà đông y thì không cần chị nói. Thì tôi nói luôn là đông y của chị ít nhất lãi gộp cũng phải tầm 60-70%. Lãi gộp là thế nào? Bán 1 triệu thì lãi 700 nghìn gọi là lãi gộp, trừ mỗi cái tiền giá vốn hàng bán thôi. Các anh chị biết rồi, cái đông y ba lăng nhăng thì nó rẻ lắm. Toàn những gừng, mới xả, mới tỏi, mới vỏ cây rẻ cực kỳ. Bán liệu trình mấy trăm. Thế thì 4 tỷ thì tôi mới bảo là thế này, một tháng chị rút túi ít nhất 2 tỷ rồi. Lương nhân sự không đáng kể. Lương tôi cứ cho 10 đến 12 triệu, kịch kim 15 triệu một người. Chị có khoảng độ 30 người đi thì chị mới chỉ hết 400 đến 500 tiền lương. Cộng với cốt khoảng 30 đến 40%, 40% cốt kịch kim đi. 44 16 tỷ 6 cộng với 500 tiền lương nhân viên nó 2 tỷ. Đút túi 2 tỷ chuẩn chưa? Không trượt câu nào, chị không nói câu nào luôn. Chị không phản bác câu nào. Tại vì chị bảo này, cái số mà thầy nói là cái số đấy còn sông xanh chán. Nào, doanh thu là bao nhiêu? Phải hỏi sếp. Chi phí phải bóc tách được nha. Tất cả những ông giám đốc kinh doanh, giám đốc marketing mà đến lập kế hoạch thì phải bóc tách được chi phí. Phải bóc được chi phí. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái mà mình cần ấy, đấy là tôi rất quan tâm đến chi phí bán hàng. Ví dụ tôi có được phần trăm chiết khấu giảm đằng đấy thôi, thì đâu kia cái mà tôi rất quan tâm đến cái việc là tôi có bao nhiêu tiền để làm chi phí bán hàng. Trong chi phí bán hàng nó có chi phí giảm giá, chi phí quà tặng, đấy, chi phí chăm sóc khách hàng, chi phí chạy quảng cáo, chi phí truyền thông. Đấy là những cái khoản mà tôi rất quan tâm. Bởi vì sếp giao nhiệm vụ cho tôi tăng doanh số mà không có những thứ đấy thì tôi không làm được. Bây giờ tôi nói các bạn nghe, các bạn chiết khấu không cao, làm sao các bạn cạnh tranh được với đối thủ? Có đúng không ạ? Tôi lấy thí dụ bây giờ các bạn đi bán nước hại dân nên nó vui đấy. Bây giờ sản phẩm của đối thủ nó chiết khấu 10.000, bạn chiết khấu có 5.000, tôi nói thí dụ thôi. Thì tôi hỏi các bạn, liệu các bạn có cạnh tranh được không ạ? Không cạnh tranh được, đúng không? Đối thủ cho bạn nợ, bạn không cho nợ. Thế thì bạn có cạnh tranh được không? Rất khó. Và đối thủ lại mua 2 tặng 1 hay là mua 5 tặng 1. Thực chất nó chỉ là chương trình giảm giá thôi. Bạn thì mua 1 được 1, không được thêm cái gì cả. Thì liệu mình có cạnh tranh được không? Xin thưa là kể cả giám đốc kinh doanh tài giỏi đến đâu, phù thủy marketing đến đâu, ngồi vái cả nón hết. Đây tôi nói các bạn nghe, VinFast bán tốt đúng không? VinFast tôi hỏi các bạn, không trợ giá, không tặng cái gì, phí trước bạ, không mua nhà VinHome tặng một cái thẻ 200 triệu để mua xe VinFast. Tôi hỏi liệu doanh số có bán được tốt thế không? Chắc chắn là vẫn bán được, nhưng không thể tốt như thế được. Đồng ý không ạ? Ai phản bác cứ thoải mái nhé. Còn yên tâm là thầy nói là phải chuẩn. Tại sao cái xe Fadin nhỏ nhỏ, VinSmart Fadin nhỏ nhỏ đấy, tại sao bán chạy?
nó giảm đến kịch sàn rồi, còn có hơn 300 triệu thôi, đúng không? Rất là rẻ rồi, thế là mọi người quất cật lực. Đấy, rồi thì lại cái gì? À, tỉnh nào có ưu đãi riêng của tỉnh đấy, người Hà Tĩnh cùng quê với sếp giảm giá, Hải Phòng lại có trụ sở ở đấy giảm giá. Thế thì ở đâu mà giảm giá? Bây giờ các bạn cứ bán, Thái bán cái con máy kia trăm củ giảm nó thầy 50%, 70% đi, thầy cân nhắc mua, nó bằng con iPhone chó gì đâu. Thầy cân nhắc mua về lại là, nhưng mà phải có chính sách là không, sản phẩm không tốt thì cho giả lại nhé, về mà nằm mấy hôm không tiến đỡ thì phải giả lại nhé. Đấy, chính sách bán hàng nó phải tốt. Có cho dùng thử không? Có cho đổi trả không? Tại sao mấy cái bọn mà nó bán cái ghế massage, đúng không? Nó cứ, ai đi qua, anh ơi ngồi lại đây, ngồi cho em 5 phút. Ngồi êm ái, sướng quá, bắt đầu hỏi, mới chốt. Nó nhập cái ghế có 10 triệu, nó bán 70 triệu thì nó chả có chi phí tốt à? Dòng tiền có tốt không? Lập kế hoạch doanh số tăng 10 tỷ nhá. Tháng trước có 3 tỷ thôi, tháng này 10 tỷ. Sản xuất cật lực ấy, không có đủ dòng tiền, không mua được nguyên liệu. Tôi ngày xưa tôi làm công ty sản xuất rồi tôi biết. Sếp ép KPI, tôi giám đốc kinh doanh mà, ép KPI doanh số cao. Tôi chạy doanh số cao, sếp lại bảo thôi mày từ từ thôi. Đố biết tại sao? Bật mic lên Thái. Cái gì? Không có hàng bán thầy ạ. Chính xác. Sếp không có tiền. Nha, có những lần là không trả kịp tiền nguyên liệu, bọn cung cấp nguyên liệu ấy nó không cấp nguyên liệu cho. Thế là lại phải đi vay tiếp, vay nóng đóng vào để lấy nguyên liệu ra sản xuất, xong đó lại đầu kia thì lại đi thúc nhân viên kinh doanh ép đại lý trả tiền. Đấy, nên là cũng phải ngồi tính dòng tiền. Công ty bây giờ vay hết rồi, hết dung lượng rồi. Sổ của sếp cắm, sếp có 10 cái nhà cắm hết rồi. Thật, tôi đã làm thì tôi ngồi trong ban giám đốc tôi biết mà. Tôi là một trong 6 thành viên của ban điều hành, gồm hai giám đốc, sếp chồng, sếp vợ, với lại giám đốc kinh doanh, rồi giám đốc tài chính, rồi giám đốc nhân sự ngồi họp. Tôi biết cắm bao nhiêu sổ, vay bao nhiêu tiền, lãi suất một tháng bao nhiêu tôi biết hết. Thế thì đấy, bây giờ ép số thì tôi chạy số, thì bây giờ đầu ra thì giảm giá, công nợ thì phải cho cao thì mới đấu được với bọn nó, thì đại lý nó mới nhập nhiều. Cái công nợ cho cao thì đầu kia lại áp lực là dòng tiền phải vào nhiều. Tất nhiên cuối tháng nó cũng ráo nợ thôi, nhưng mà cuối năm nó cũng ráo nợ đấy, nhưng mà mình phải gánh từ giờ đến cuối năm tầm độ 5 tháng nữa. Mọi người hiểu vấn đề không ạ? Phải vay mà không vay được. Thậm chí là không vay được bởi vì là dung lượng nó hết rồi. Ví dụ như hạn mức cắm một con sổ đỏ vào, nó định giá cái nhà đấy 10 tỷ thì nó cho vay kịch là khoảng 60%, là cho vay 6 tỷ thì lấy hết rồi. Thì bây giờ muốn vay thêm thì lại phải cắm cái gì đó thêm vào, chưa tìm được. Thế rồi thì động viên các cổ đông này, cho mượn sổ cắm vào. Thôi không chơi. Thế nên là cũng phải ngồi tính toán cả dòng tiền nhé, chứ không phải cái tăng là tăng đâu. Thế rồi thì tăng dựa trên nguyên lý nào để tăng được? Đấy, thì tôi sẽ có một cái buổi, tôi nhớ là khoảng buổi 4 hay buổi 5 ấy, tôi sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những nguyên lý có thể tăng được doanh số. Bởi vì tôi đã ngồi giám đốc kinh doanh, rồi giám đốc marketing của rất nhiều tập đoàn lớn rồi. Doanh số khoảng độ 1.000 tỷ một năm thì không biết là bên các bạn đã vượt quá cái số đấy chưa. Nhưng mà tôi đã ngồi vị trí giám đốc kinh doanh, doanh nghiệp của chị bạn tôi là 700 tỷ một năm. Mảng sản xuất về sơn của một người, của một khách hàng tôi làm bên nhựa khoảng 300 tỷ. Rồi thiết bị y tế, thương mại nó cũng doanh số rất là cao, cũng khoảng 1.000 tỷ một năm doanh số.
thì cũng học hỏi được rất nhiều. Đấy, thế tóm lại là gì? Cái bước số 2 này đề nghị các giám đốc là phải liệt kê được tất cả các cái mục tiêu của mình ra. Mục tiêu phải được số hóa. Doanh thu bao nhiêu? Chi phí bao nhiêu? Bóc tách từng chi phí. Lợi nhuận bao nhiêu phần trăm? Dòng tiền từng tháng cần. Đấy, số lượng điểm bán cần có để... Ví dụ như Rossi, đúng không ạ? Rossi Crystal 70 điểm. Giả sử bỏ qua cái yếu tố về dịch bệnh đi. Bây giờ đang 70 điểm, mỗi điểm bán khoảng độ 100, bình quân, số đi bù lại 200 đi, cho 200, 70 điểm một tháng 14 tỷ, đúng không? Sếp bảo bây giờ tao muốn 20, ok, chơi luôn, thiếu mất 6 tỷ, thiếu khoảng 6 tỷ nữa. Thế thì mỗi điểm 20 thì bây giờ, 200 thì bây giờ mở thêm 30 điểm, đấy, hoặc là gì? Tăng mỗi điểm lên, bây giờ không phải là 200 nữa, mà bây giờ mỗi điểm tăng lên 250, nhân lên. Rồi trước đây không có online, thì bây giờ online bán 500. Đấy, thì cái điểm bán, các cái kênh bán phải bù vào. Thì tất cả các chỉ số này các bạn ngồi viết ra trên bảng ấy. Doanh thu tương ứng với số điểm bán, tương ứng với tiền, tương ứng với số lượng hàng. Bây giờ mà bán doanh số cao, hàng đích về kịp. Vì sao? Là bởi vì là hàng không 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 về được do Covid rồi.